Thế coi tiếp. Lâu quá anh. Cái đứa này đứa không dịch trôi mà. Thèo quá. Đứa này đứa không dịch trôi mà. Thèo quá. Chúng nó cứ nói bắt giới giống như là heo. Qua beo cũng bởi cây tôi thích ăn là ao. Dù ta thèm ăn nhưng đâu đụng đến chén cơm nhà mày. Đời tao tự lo, tao mập cũng chẳng có liên quan thằng nào. Đứa không dịch trôi mà. Thèm quá. Thế thì mày chút nữa sao lấy cây đâu trôi. Mày ăn cửa ấy. Con ăn cho nào. Ông chẳng mất rồi. Bỏ ra cái đuôi. Đó ăn cái đuôi sao. Cái đầu mẹ nó cho đỡ trôi đi tiếp. Nói chung là mình dương khiết với thằng nào là hôm nay thì công của thằng nào là công lớn nhất thằng nào là nó mới nghĩ ra một ý tưởng là tròn quốc anh cất nha các bạn. Nói ý tưởng đó là gì đó thằng nào thì cho mình cho anh vô hầm cất anh nha các bạn. Vậy rồi, ý tưởng vậy đơn giản cái gì? Phải mua thịt chi hoài. Ở chắc hồi nãy đồ mới nói ý tưởng vậy, bỏ ra 100 ngàn nó mua dịch mà. Hồi nãy mua dịch nhớ to lắm mà sao ăn mẹ mất nửa con nào? Vậy mua nửa con biểu. Đừng ai mua nhiều mà. Mấy quần ăn gầm lũ rồi anh. Mà tôi em còn chưa có ăn đây mà. Bây giờ cái chai đâu chanh? Bây giờ nè, cái chai đâu? Còn cái gì chơi? Để đưa cái đâu? Ông bà kêu quên kêu má lo anh không lo một cái gì hết. Bây giờ nè, anh hai anh vô đây đâu? Anh có nhiệm vụ như thế này. Là chút nữa anh cứ vô anh cậu bảy dân quốc là hai thằng bếm. Anh cứ phấn. Anh cứ phấn ông vô nhà hàng thiết ông làm đồ ăn ăn. Tính tiếng 100% ông xui lấy con vịt ông ăn. Nhưng mà anh hai em nói anh hai nghe. Chờ ta còn anh nha. Anh nhớ là anh phấn sao anh làm được cái điện thoại của ông quốc cho em. Nhớ làm được cái điện thoại nha. Nhớ làm được cái điện thoại nha. Còn ông làm được rồi. Anh lạnh mày. Nhiệm vụ của anh á là anh cứ phấn anh quốc với cả bạn vô. Để thấy được ăn gì không? Thử em nãy giờ em chưa ăn nha mà mấy đêm mình đang trong lòng để chơi anh cậu bảy dân quốc mà đồng bạn chú nghĩ mà sao đồ mày đi vô đây hái ông trộm ăn nữa không nào đồ quá đồ mày hay là anh qua đó anh mê anh cắp một lốt của chị ba chú quốc chào quốc chào quẹt anh tính nữa nữa nó hết kìa bây giờ chị còn gì vô nha các bạn. Nói chung là màn trôi rất là hấp dẫn luôn, anh em muốn biết màn trôi như thế nào cũng đón xem hết clip gì như các bạn. Chứ giờ sao nào nói ý tưởng hay sao nào em cậu biết nào gì nói đâu nói từ anh này. Ai biết đâu nói cái đĩ mẹ nói từ mẹ luôn mấy quay luôn đi mẹ luôn đi chứ không kêu tôi đe lại làm gì nữa. Anh nhớ là anh phải sao anh làm được cái điện thoại của quốc kìa. Nhớ làm được cái điện thoại nha. Thấy bên đây bộ đồ đẹp không? Chứ mà cơm gáo đi bầu quá à. Áo đi bầu cũng mỏ chứ đi bầu. Mấy sao? Mấy anh quần mà đẹp anh á. Ở ngầu đế tôi đế dự bị lâu quá á. Chạy vô luôn á. Không có, nó treo cái áo áo đây áo bít. Mấy thằng nào mà không có áo á là mặc áo bít ra vô. Đồ mà nó treo lên tôi trồm ngay được ngay độ mấy giờ mặc chứa sạch sẽ mặc thiệt đẹp. Sao mà tánh mà lạ quá. Tánh gì? Cái anh mà cho em dĩa luôn quá. Bây giờ mà ngầu đế banh mà cứ đỡ dự bị. Ông nghĩ gì? Đế tôi đạo bạn như Messi đâu đỡ em phút cuối giờ nó trời vô vậy em mà. Mớ khởi động vậy hết giờ. Thấy mà sao tao mệt quá rồi. Thôi chút mà cho em dĩa mà tao đi theo mày tao mang tiếng luôn. Vậy giờ ông kia tôi xuống đây làm gì? Mượn mấy gì cái ông chèm mới đẹp mà xuống kia mà xuống này. Xuống đây làm gì? Mượn máy coi. Máy làm gì? Mượn bẫy gà xuống phát bẫy gà bữa chứ là lâu quá không giờ không gặp bẫy gà. Không, nói chứ bữa nay tôi muốn chơi phút một thiết phải không? Mấy sao mày nhìn mày mày tao quần thiết độ mà nó chơi tôi lên bờ xuống độ một thằng đầu thằng màng tan mà rồi chơi hai thằng đó ông nghe cái đó chưa. Một thằng ngu thì làm chỉnh nên non mấy thằng ngu chụm lại là đậu mình nên một phần đóng ngu điện mấy điện bé đưa mượn mấy điện bé quá tôi với ông là ngu đúng không dẹp ở thằng bảy gà nhiệt tình đó reo phá hoại rồi thâu điện ơi đứng thúi á. Ủa số đó đâu? Mà ấm số nó cho tao mày mẹ thiệt không nản dữ không? Đây. Đâu đi ơi. Thấy ai? À đồ chuông, đồ chuông. Đồ chuông, đồ chuông. Ủa thằng quần nó chụp ra thì hàng điếm này vậy? Ừ, mà mẹ kè sĩ á. Hả? Làm chân mút vô làm chân thiết à. Alo. Quả. Alo. Đang đâu cậu bảy? Đang đâu bếm? Anh hỏi em nè ở đâu? Đang vô nói vậy. Ông hai, ông già rồi, ông cứ đu đu theo ông quốc mà đang chơi hư nha ông hai dưới. Ủa chứ mày đang liền, mày đang liền xác chết ở đâu sao tao điện mà tao hỏi mày đang ở đâu mà không trả lời mày. Điện em đang tập kết á. À đang chung kết rồi. Gỡ có kết, kìa ngô mà. À chỗ nào? Có chuyện gì vui không? Có rồi mày, em đang ở nhà đâu vậy? Có không?
thôi 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 anh hai có tiền lên còn có tiền nghỉ mẹ nữa có mình lên đây mình chơi cái đây mình kia lấy tiền đi nhậu chứ nhà nó mới mua gì cái gì làm vậy nó mua nướng gì lùi này này nó luộc xong đầu bán dĩa đâu đủ ngon ấy lên nhanh đi đủ vậy giờ mình làm gì ừ vậy giờ mình làm gì thì lấy nhà nướng gì cho lại mình lừa tiền nó mua thùng bia nhậu mẹ cái làm gì đủ mình lấy nướng con vịt là mình nhậu chờ chút lên nữa lên khỏi bị cái gì khỏi bị cái gì khỏi cái gì hồi nãy nó mua vịt thiệt hay thiệt nó bỏ đâu nó cúng chưa nó cúng xong rồi nhang tàn rồi giờ tao mày lôi vô hút tay trên nó mẹ này trời trời trước luôn nha mẹ mẹ cơ độ mẹ gian chưa không mẹ tao gian mày mẹ mày ngu đồ đây thấy người người nha mày điên sao quắc anh nói thiệt cho nó nướng vịt thiệt thiệt không thiệt nướng vịt luộc ngon lắm tao vô làm luôn đi gần bảy lên nữa chứ đồng mà mày mang vô vô mẹ vô chứ mà mẹ mày cái tát này trộm cắp bỏ mẹ đỡ vô lấy vậy chứ mà mẹ mày ăn mới có anh có em chứ chờ mày ghê lên nó bị em đây cho làm gì được mày mang anh mày cho anh cái em đồ quê và hăng mình xong cho nó chứ không đi chồng bảy già lên luôn không đỡ tôi vô tôi lấy mày ra một cái tánh mày bém sao thích ăn trộm cắp với mày mày má mẹ mày ba thằng nha thằng xem mới coi ai chơi mày má mẹ mày ba thằng nha thằng xem mới coi ai chơi đó là cái bẫy đó má mẹ nó coi con mất vậy con mất vậy muốn là chạy như đồ điên mà cho nào mày má mẹ tự như con mày vậy nó điên cười sao qua đây cho tiền cho nó mua quay lên anh giải đưa tiền cho tiền gì tiền chút nữa có mua bia đồng nó đi quá tiền nó mình anh nhậu luôn có nghĩa là nó cúng tàn nhang rồi nó đỡ một con gì trước giờ e cậu với con dù lấy mùng hai mùng ba mùng bốn của mùng bốn cúng gì cúng các bác à, mày điên không ấy mày mùng hai mới cúng các bác mùng bốn cúng gì mùng bốn cúng gì mùng bốn cúng gì nó cúng mà nó cúng mà bên nào bữa thì mấy cây nó hứa gì vậy nó cúng á à chứ nó hứa gì vậy nướng gì như nhưng thêm chục em mua mấy cái bia dù lấy cái gì dịch trước là tính gì dịch rồi mình lừa tiền của nó mình mới có tiền đi nhậu chứ sao lấy dịch lấy nướng dịch rồi mày lừa tiền lừa sao có nghĩa mà lấy con dịch đen mình nói mình có màu nó phải mua bia mày không biết nhỉ hiểu không cái gì không có ý tưởng tôi có ý tưởng nha được mỹ kìa mình tới đi ý là con dịch của nó mà mình lấy của nó rồi mình kêu nó đưa tiền màu mình mua màu ấy mình nói mình mua màu thôi mày mấy khùng quá thè ví dụ như con vịt của nó mà mình đi lấy con vịt của nó xong mình kêu nó đi mua bia giờ mình uống nữa mình trốn nữa à, đâu đúng gì đâu mấy vậy nó ngu vậy vậy mấy người sao nó ăn trộm vịt nó không biết nào ngu ngu như bò mẹ ở trên đây bò mẹ mấy thằng điên này đúng gan dẻ giờ làm gì sao mà đúng ngu dốt vậy đúng không phải hoài bây giờ mình lấy con vịt đó mình đem mình ăn mẹ luôn rồi mình ăn hết luôn rồi rồi ăn luôn mẹ nè ăn luôn mẹ anh lên vô cầu với anh cầu với anh chơi ăn tới chơi không ăn với mấy thằng gái thôi cái giờ lặng vậy tao nhiều cứ lấy ra bè thằng chưa ăn mẹ rồi vô chơi nó thừa phản ứng là sợ đúng không được đi quá mệt rồi cái mà mẹ nó ngồi đây mẹ leo tường mày mà mày mà leo tường dương trộm nhảy nhanh như leo tường mấy không các ảnh mà sợ vậy như mày ấy mày lâm mấy tao cắn thôi thôi mày lâm mấy tao cắn cho thôi tôi cắt tôi chỉ cái mắt camera ừ thông minh thật là thông minh người thông minh tới mức độ này sống không lâu đâu ừ? Coi thử các ai không? Đóng cửa, đóng cửa, đóng cửa. Chết cô đĩ mẹ. Cái đụng mẹ. Để làm cái gì vậy? Chết mẹ, bị dính bẫy rồi. Chắc không? Mày ra. Anh định làm cái gì hả Biệp?
Ủa sao bém ăn thịt đâu? Chè nó cột dây này. Bém đủ quá sao mà bém dữ vậy bác ơi. Rồi anh rồi. Sao sao cái con người anh bẻ anh vô nổi ai chưa? Xin phép anh chưa? Bỏ tao cái chén này nha. Sao cộng gì cũng chay vậy mày? Từ từ thôi. Mình tới. Cái chay gì vậy? Quên. Quá quá kia đâu. Bình thường mấy anh tụi em cắt bên trọn. Đâu mấy ơi. Bây giờ tụi em quấn anh là không phải quấn bình thường nữa. Đây. Là cái đồng hồ cát đây quấn chừng nào mà cát nó chạy xuống không? Đúng không? Cái đồng mới đừng quấn nữa mày. Em quá. Cái tụi tổ cái cắt. Đâu tụi em mày cắt. Tụi em tính nó, tính nó tụi cắt. Mày giờ lỡ tao lấy gì không được thôi. Tao có làm gì tụi bay mất tiền hả? Để thôi xem. Cũng mất cái mất gì hết rồi thôi. Bé đợi đàn tiền đâu. Đàn tiền gì? Tao tướng che mày. Ở đâu? Mày cột dây vô làm gì? Xuống cách xe sao nào? Anh em mình đi miếng muỗng. Mấy mẹ mày đi con dịch đây. Tao xe nào đi làm anh luôn xe nào cách ra anh xe nào luôn xe nào. Vậy đâu? Anh như người đâu? Anh đi ra xuống tay. Kích động cái đây. Anh mà anh tụi. Hôm nãy ông theo tôi giờ ông bỏ tôi vào. Anh điểm đứng đây anh đi. Mày theo mày mày ngu mày bị nó gắn. Mẹ nè. Hôm nãy vô ông lừa tao. Ông lên đi tưởng vô trộm gì bài giờ rốt cuộc mà tao bậy lại sao? Rồi đi thôi, ông đâu, đi thôi, ông đâu. Đúng rồi. Đừng tao mày biết anh chị. Mày ơi trời giải đậu mày trời được mày. Vậy á. Anh ơi, anh em anh ơi. Thằng bém. Mẹ nè. Đáng lẽ em đỡ cho anh em ăn nhưng mà những cái thằng bém mà em lại không cho anh. Sao? Ai biểu bém? Mày mày cơn gì xin ra chưa? Xin ra chưa? Dạ ông hai gà tôi rồi. Hai gà cái gì? Chứ mà mẹ sao nó cột gì trước? Không biết. Ông nói nè, ông đây ông nói nữa gì? Anh hai nói thiệt luôn, gà cái gì? Hầu số ông hai ông vô nhưng mà ông vô tháng dịch thôi. Ủa anh dịch làm gì thiết? Mẹ em nói à, đợi ăn chút anh em ăn. Đâu đâu đó, đợi đó vô, mấy gà của đâu vậy? Chờ. Mẹ mày ăn trộm như tao đẻ ra mày có dịch bạn mày. Mày tao ăn trộm nào. Nè tôi vô mày đi ăn trộm chung mày vô mày. Lưu lưu thằng ngu thằng ngu. Quần này thằng phản bạn này. Bình thường bình thường. Anh nhớ cho mày à. Đúc là không ăn nha. Anh không chịu. Nhưng mà em đưa tay là anh chịu này. Ừ. Anh há miệng chưa? Mấy thằng này thằng bém này. Bém mấy anh này thiêu hai bờ thì bây. Hồi nãy đi ăn trộm gì chứ tao mà bây giờ tự nhiên quay lại này. Em thấy ông vô ông không có giật này. Có tao có giật. Tao đang là bém á. Vậy rốt cuộc vậy. Tốt lắm. Tao tốt lắm. Người tao tốt. Mẹ mẹ mày sao mày thiêu hai bờ nha thằng mấy kia. Thằng điên. Mày tao không hận thằng nào tao hận mày nhất á nha. Vô con vô nói. Mày hận ai? Mày hận ai? Tao hé miệng ra. Mày hả miệng. Mà mày quá nha. Chiến tranh đủ tao đưa mày lại đi trước á. Chiến tranh nó đưa mày đi trước. Anh làm gì mà anh đưa đó. Mày chú. Mẹ cái quần. Quần tụi bay. Quần chú. Mẹ mày cổ trần tao nha tao. Ông Mỹ ghê nha. Mẹ đó. Ông kêu tôi nãy vô trộm giờ ông ăn mới đâu nha. Thiều mấy này, tao phiền mấy này cho mày đâu. Mẹ đưa ăn hết. Cái đứa kè nó thằng đại nó phán dưới mày. Của anh hay sao mà đại anh. Hử? Của anh đây. Anh quá. Mày thằng bím này. Quá heo. Bím. Thấy người tự nhiên nãy đi theo là ăn trộm giờ vô ăn mình cắm lại em thương mà cắm gì mà nói vậy tao ăn mình này nha. Ăn mình rồi lắm rồi bắt tao này quá ai anh thấy trong cái đầu em không ta đang làm gì muốn em nhảy em á tự kia thấy như cái gai như cầu đó ư ở nhà quay em ư gọi nhà em hát hết là bầu sao mà mà em nói dịch kho sáng của mày. Hả? Mày biết tại sao tao ghét thằng ngữ được không? Sao? Thằng đó nó mất dây. Mất dây ngang mày không? Mất dây mày ngồi không? Mất dây ngang mày không? Còn không thằng bém thằng kia bên này bỏ bên kia. Mày kiên chó. Mày chửi tao chó mày nồi. Bao nhiêu người chửi tao riết giờ tao quen rồi mày chửi. Mày giống chửi như bị gãi tay. Chứ cũng đậu mày, tao thêm mày đậu mày nhè cho mày chết. Cái mặt mày rốt không sao mày đậu mày đỡ xuống như đó. Mày mẹp, mày mẹp linh hồn lên cho mặt mày láng mất đi. Nghe chửi vào đu đu ở đây bữa nay nữa gà tao chữ tiếp
Tụi đéo hai chụp cái anh chọn mở mày đủ mày đang mày như đang chơi. Mày đang ngu. Tao tiền mày nãy giờ có đủ tiền luôn. Nhổ hàm răng này tao đi chụp liền cho chiều tao mày đi mày gà. Mày mẹ mày yêu mày mày. Thằng chó thằng khốn nạn. Mày 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 yêu mày tụi đéo hai chụp cái mà. Còn cái thứ mày mập đi đây đủ mày mập như con heo đủ mà làm gì đâu. Đủ cái tao nãy giờ bà con mày chạm với mẹ mày. Đây ông ai mệt. Đây là cám đồ chó này. Hai mẹ ai hai mẹ hai mẹ một hai mẹ hai mẹ ai. Cảm cái đồ mới là như gà cổ đế vậy. Nào chữ tiếp. Mà chữ tiếp anh. Chữ tiếp. Anh như gà. Chữ mày. Anh như số gà vậy. Chữ tiếp. Ngon quá. Chữ. 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 Mày ớ ớ rồi. Nhà em nha. Nhà em còn mẹ mày. Số gà. Con nhà em. Chào chữ nữa anh. Hết mệt rồi em. Hết mệt đâu con mẹ. Chữ nữa anh. Tao kêu mày đâu ơi mày chưa chết mày kìa. Tao kêu cụ đậm hàng thằng chó mày chưa luộc hả. Tao luộc này mày chín món đồ mày lấy nè mày tao không như lấy mơ tao cuốn lại đồ tao nhai đeo mà rốc này. Được. Dùng cá chơi xùa tốt. Dùa mặt rồi. Quá. Thế là mày muốn không tao chữ lại không? Em. Mày muốn không tao chữ lại không? Mày muốn tao chữ lại không? Mày muốn tao chữ lại không? Tao vừa vậy, đồ tao đéo sợ đen luôn. Anh quá anh ơi. Anh ăn quá còn. Mấy con xương còn mày ăn gì? Ủa? Anh ăn gì? Tá ăn gì? Tá ăn gì? Tá ăn xương vậy chứ. Tá mày đậu mà tao đậu ra. Đừng gieo thêm bao phù đâu. Anh em chia rẽ để rồi mất nhau. Đừng chạy theo những vật chất u mê rồi luôn chân vào hố sâu. Đời người đâu ai giàu sang mà không trải qua lúc gì à đậu mày tao cho mày không nhìn mà không được rồi tao chưa ăn gì hết tao chưa cho gì hết tao gì à tao mất mấy cái này tao mất mấy gì hết cho được chăng cho được chăng mày em cho để giờ cho anh vậy cho anh gì đi cho anh gì dễ quá nó gì cho anh gì tự nhiên đem dịch ra ngồi ăn vậy cho nó hả tụi bay em có ý tưởng mày ngửi mẹ này biến mẹ hết đi mày quần mày biến nha mày theo hai bên nha mày là thằng kiến chó chó bên nào theo chiều đó nan nghĩ giờ nãy giờ mày ăn đậu tao cay gì đâu chơi vậy đó tao dở đồ chăn nó tắt mày nợ đồ của tao ấy gì anh em bạn bè của con mẹ lại mẹ mày đem dỗ ăn dỗ gì đem dỗ mày thầy đợi tao nói mày nghe điền đem dỗ hiểu không nữa điền gì rồi tao gì tao nói gì yếu không đem máy cháu về tao mới đây anh em mình không đấu lầm được chơi đúng đâu đây tao làm đâu đây đợi tao về đợi tao về mình tập kiểu cái thằng này đây về đây hai đi ăn dỗ ngon lắm các bạn con anh em nó đang làm gì vậy anh em mình quay hàng quần bay lại vậy bay ui ngon mẹ nỉ mình lên như tao đi mập đi lên như tao đi kìa để tao mày đi bộ vậy mẹ mày mẹ mày hết gì tao ăn được thế nào mà đậu vào dưới tao cho bây giờ má mẹ mày sao lên này đưa tiền sang ngay mày đưa tiền sang ngay ném đâu vậy mày đi ăn trộm với tao rồi nấu với tao rồi mà vô ăn gì để thứ chó mày vậy anh em bạn bè tình nghĩa anh em mày ăn no mẹ đầu tao ăn như cái mẹ mày mày chơi là trúng cớ tụi nó hiểu không hiểu không bây giờ tao mày giờ lên giờ uống cà phê đi tao mày đi bộ vậy mày giỡn tao giờ chết tao rồi thôi chơi chứ cái thằng đá đi mày giờ còn mẹ mày tao đi giờ mày dám uống hiếm tao cho mày không đi xe mà ông ngùng chơi đồ miệng ngáo nghệ nãy nó đi xe vô tao hiện nay cởi xe lên mở nhà cho nó hai mày chạy ào ào lên mà gài tao đứa mày trời ơi trời đứa vậy mày thằng chó đây nãy giờ ông nói tao mà nói đừng mà nói mấy mình đó là còn là anh em tất nghĩa nhau không rồi còn anh em thân rồi anh đi phụ hồ này có nhát thui quá mình mày thui quá mày hết gì đâu chưa thui đâu mày cái gì vậy cái đứa nó biết mình ngu quá trúng cớ tụi nó sao mày đừng có khóc nữa ừ với tao khóc tao khóc vừa cái nhà nó mấy quần nó đậu mày khép cái xấu rồi nói tao khép rồi khép tào lao đụng mày cứ hỏi khép luôn đúng rồi mẹ bây giờ mày ăn gì hết mẹ biểu tao làm gì cái tạo thôi về mua ăn tụi mày không mua mà biểu ăn mua tới gia đình mày ăn vợ không ăn giờ tao không khép tao kêu mẹ đi giờ tao không khép tao kêu cái là đụng mày không kéo vợ con đi ăn mày nói chung khui như không bữa giờ mẹ thương cáo tụi bay nha
Sống đồ mày đừng có nghĩ anh một con nướng gì đó. Các bạn đứng lại Huy lại quay xin anh nha. Huy ở thằng tre em cũng đầu mày. Nghe em chút ơn. Tao tao Huy vậy. Đối với tao tao lớn, tao chỉ Huy chứ mày bè tao thôi. Coi chứ. Như Huy chứ. Ông mình đâu? Cho tao liếu Huy với mày đâu. Chút lại, chút quay lại quay xin đừng quay xin nha. Mày nhớ nha thằng con thằng được. Mẹ mày. Em mày nhớ nha. Cái đầu mẹ. Cái gì vậy? Vậy đó sao mà được? Đưa dây sao nào? Chưa xong nói chung là chưa xong các bạn. Lấy dây cục điện thoại nó sao nào? Dạ đây. Đây đây, điện thoại đâu? Điện thoại mất đưa em để đâu? Đây đây em. Điện thoại. Vậy vậy nó mất sao cộng mẹ điện thoại này? Cũng đợi ai đền? Anh có tìm ra không? Ừ. Điện thoại nó hết hạn đâu. Chú hai đền này. Điện thoại chuẩn bị đây nó chặn 4G là điện thoại nó quay không? Đây là iPhone mà. Không iPhone 11 mà chặn 4G. Quá, iPhone 11 thì mình nán với vậy mày. Thì ông đói ông có tiền. Nè các bạn thấy không? Anh mượn vậy nha. Đúng. À gia đình ngân hử này các bạn. Đó. Vô. Đó. Như vậy nó xấu. Mày không thoát được tao con trai. Tôi bị không tình yêu.